cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của đài sài gòn tv và sau đây là phần tin địa phương sóng lớn làm ngập lụt thành phố biển khắp california Bão mạnh ở Thái Bình Dương gây sóng lớn làm ngập lụt thành phố biển từ Bắc tới Nam California. Từ San Diego tới Los Angeles và ở San, Diego, San Francisco, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo lũ lụt ở Duyên Hải và sóng cao 28-33 phút Có nơi được dự báo sóng cao tới 40 phút sóng lớn tràn vô bãi biển và đường xá. Có đợt sóng thậm chí ập vô nhà cửa và cơ sở thương mại đất đá tràn ngập đường phố nhiều tới mức công nhân phải dùng máy cày để dọn dẹp xa lộ State Highway 1 phía nam San Francisco. Giới chức ra lệnh di tản cho vài cộng đồng duyên hải ở Bắc và Trung California. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm theo lời khuyên đó và hậu quả là họ bị ướt sủng. Ở Ventura County, lực lượng cứu nạn liên tiếp nhận được cuộc gọi cầu cứu và báo cáo thương tích giữa lúc sóng đập vô nhà cửa và cuốn người ra khỏi cầu tàu cũng như bãi biển. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo đợt sóng lớn kế tiếp sẽ ập tới vào thứ Bảy, 30 tháng 12. Nhóm trộm đã mạo danh cảnh sát Los Angeles trước khi đập kính và trộm tài sản ở Balboa Beach. Ba kẻ trộm mới đây đã gây rối bằng cách là hét lên Sở Cảnh sát Los Angeles và yêu cầu người dân phải mở cửa trước khi thực hiện vụ đột nhập vào một ngôi nhà ở Balboa Beach. Sự việc xảy ra ở trên đại lộ Forbes ngay gần đường Sherman. Theo thông tin từ cảnh sát, ba đối tượng nam mặc áo hoodie sẫm màu đã hét lên là cảnh sát Los Angeles và thách thức bất kỳ ai bên trong nhà. Họ tiếp tục đập vỡ cửa sổ phía sau và cửa trượt để tiến vào nhà mặc dù có người dân ở trong nhà vào thời điểm đó, nhưng họ đã kịp thời trốn thoát. Hiện nay chưa rõ rằng liệu các kẻ trộm có biết về sự hiện diện của họ hay không. Trong quá trình trộm cắp, băng trộm đã lấy đi một chiếc ví và một số vật dụng nhỏ khác. Cả ba nghi phạm vẫn chưa được xác định và thông báo tên tuổi. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để bắt giữ nhóm trộm này. Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm tại bốn bãi biển Venice, Los Angeles, những người muốn ngâm mình dưới biển vào mùa đông có thể muốn tránh xa một số bãi biển ở Los Angeles vì Sở Y tế công cộng của quận vừa cảnh báo về mức độ vi khuẩn không an toàn tại 16 bãi biển, bao gồm cả Venice. Hàng tuần đội ngũ thu mẫu đã thực hiện kiểm tra mức độ vi khuẩn từ nhiều điểm khác nhau, kết quả cho thấy nước biển tại bốn bãi biển Venice vượt quá ngưỡng an toàn. Cụ thể các điểm bị ảnh hưởng tại bãi biển Venice bao gồm khu vực thoát nước mưa tại bãi biển Venice, khu đại lộ Brooks phần mở rộng của phố Top Sail và bến tàu Venice. Sở Y tế cũng đưa ra đề nghị tránh xa một số bãi biển khác trong quận và không khuyến khích hoạt động bơi lội dưới nước tại những bãi biển này. Các địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm cả Malibu, Paradise Coast, Tobanga và Santa Monica. Các biển cảnh báo hiện đã được treo tại các bãi biển này. Người dân có thể kiểm tra danh sách chi tiết về các địa điểm tại trang web của Sở Y tế Công Cộng. Thông tin này sẽ được cập nhật khi điều kiện thay đổi và nước biển được xác định là an toàn để bơi lội, lướt sóng và vui chơi trở lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.